Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì sau một cái thời gian dài tránh dịch Covid thì bây giờ mình đã trở lại với anh em rồi đây. Thì bây giờ mình mới có cơ hội gọi là đi quay thực tế cho anh em cùng xem. Thì trên tay mình sẽ test cho anh em xem một cái mẫu Hubsan Zino 2. Thì bữa giờ anh em nghe rất là nhiều tin về mẫu Zino 2 này rồi đúng không nào? Thì trong video ngày hôm nay á, mình sẽ test thực tế cho anh em xem. Trước tiên là mình sẽ test về cái độ kháng gió này cho anh em tham khảo nè. Và cái thứ hai á, là mình sẽ test thực tế cái camera để cho anh em cùng tham khảo và cũng như là nhận xét và đánh giá xem là ở cái phiên bản Zino 2 này nó có khác gì so với lại phiên bản Zino RO và cũng như là phiên bản Zino đời đầu hay không. Rồi, thì mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi anh em, mình cũng đã kết nối với điện thoại rồi và bây giờ là mình sẽ gắn thẻ nhớ và mình sẽ bay lên cho anh em xem về cái độ kháng gió của em này nó như thế nào nhé. Rồi, thì khi mà anh em trước khi khởi động anh em thì anh em nhớ lưu ý giúp mình là phải tháo cái nắp chụp lens của camera ra nghe, tại vì có nhiều anh em quên á, khi mà lúc mà anh em khởi động thì cái camera nó cũng đồng thời khởi động theo luôn, mà khi mà anh em gắn cái lens đó thì nó sẽ bị hãm lại cái khởi động của cái camera thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của camera anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật nguồn cái em Zino 2. Thì Zino 2 này bật nguồn nó hơi khó khăn xíu nha anh em, tại vì cái nút nguồn nó nằm ở phía dưới bụng nè, chứ nó không phải như Zino 2 phiên bản trước là nó nằm ở trên, nên là bây giờ mình sẽ phải bấm. Rồi khi mà anh em bấm xong, anh em thấy sáng đèn thì anh em thả ra và đặt nó trên một cái mặt phẳng để cho nó định vị la bàn ha. Bây giờ mình sẽ khởi động tay cầm và đăng nhập vô cái app. Thì Zino 2 này nó xài khác app so với lại hai phiên bản Zino trước. Thì cái phiên bản Zino 2 này nó xài app là Xupsan có số 2 phía sau nữa. Đó. Thì hiện tại GPS đang là 13 và 14 rồi anh em à. Thì bây giờ mình sẽ cho Zino 2 này cất cánh nha anh em. Rồi ok, bắt đầu mình sẽ cho Zino 2 cất cánh đây. Anh em thấy như thế nào? Êm đúng không anh em? Bởi vì Zino 2 nó có được trang bị cảm biến bụng ở dưới đây nè anh em, nên là khi mà lúc anh em bay á, nó khá là ổn định nha. Thì hiện tại mình không có đụng chạm gì vô tới tay cầm hết. Thì anh em có thể nhìn thấy là flycam rất là ổn định, đứng im một chỗ luôn. Đó anh em có thể thấy ha, không bị xê xích một xíu nào luôn á. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại video cho anh em xem ha, và cùng mời anh em cùng thưởng thức cái video Zino 2 được bay tại bầu trời thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thì bây giờ xin mời anh em cùng xem video nhé.
Rồi ok chưa anh em? Thì mình đã cho anh em tham khảo xong cái hình ảnh thực tế đã quay lại bởi em Zino 2 này. Thì anh em có cảm nhận và đánh giá như thế nào về cái phiên bản này thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nhé. Và mình sẽ làm một cái clip tiếp theo, mình sẽ test tính năng và cũng như là test pin cho anh em cùng tham khảo thêm. Rồi thì hiện tại anh em nào muốn tham khảo cái sản phẩm này, mình có để cái đường link ở phía dưới phần mô tả anh em. Anh em chỉ việc click vô là sẽ ra tất cả những thông tin cần thiết để cho anh em có thể tham khảo. Và anh em hãy nhớ là like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video clip hay cho anh em xem ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.